tôi vẫn còn con bên dây chẳng. Chết đấy, Thành chết đấy. Tụt nữa chết. Chết đấy. Chết rồi. Hơi cúi đầu nó sang bên kia thì chịu rồi. Ăn không bông đau rồi. Chết rồi. Xuống luôn. Chết đẹp luôn. Chết không? Con này là xuống thẳng. Con này giữa lồng. Ủa đéo giữa lồng nhìn cái kiểu đấy nó trôi xuống dưới rồi. Nó phải hướng mặt về cái đấy, cái đấy nó cứ nhìn đấy, đấy. Thấy chưa? Cắm cứ chỗ đấy thì cắm mẹ ra ngoài. Cứ đầu cắm đấy. Đầu cú. Nó nhảy nó trôi xuống dưới như vừa nãy. Đấy nó phải thế nó mới giữa lồng. Mặt phải hướng về đây này. Lại chuyển ra cái đấy, đấy hướng về lồng đấy thì nhảy còn rơi chứ. Nó hướng kia nó nhảy lại rơi ra ngoài. Đấy chỗ này thì hướng chỗ nào cũng được, ở giữa luôn. Chết rồi. Đấy, cắm không? Chết rồi. Úi, nhảy. Ô, có đít. Cắm còn... tít luôn. Úi sát rồi. Ô, ờ, nhảy lên vành, bước thằng tổ. Bước con má trắng rồi. Đậu lên vành, nhảy xuống dưới. Nhảy xuống dưới là nó hay bị trượt ra ngoài, thế thì giữa lồng luôn. Chết rồi. Con này nhảy đi. Nhảy. Vẫn còn một con tí tí bên tay trái. Mày. Chết đẹp nên mình không chết. Ô lại lên. Lên rồi nhảy tụt xuống. Chết. Con mẹ người. Chẳng còn thế nhỉ. Có xe máy. Nhảy. Chết. Ô đi. Ở đây mình nhìn lên vành. Hơi hẹp. Thế nhỉ. Chết rồi. Cắm xuống. Ừ. Hẹp cái gì mẹ, cái cảnh đấy tao nhìn tao tía ra lồng ra ngoài. Gì đây? Ô, bông lau. Mày ra đuổi đi. Rồi. Ấy, nhanh nhờ, giữa lồng. Quá gấu luôn mà không chết à. Chết à. Đáng lúc không có người.
người nhảy. Cái chỗ đấy nhảy quá đẹp luôn, cái cảnh đấy hướng mặt lồng luôn đấy chứ. Cái này đéo nhảy xuống. Ừ. Chết rồi. Cúi thế kia mà không đá. Cả sợ không ạ? Không phải, nó gần đấy. Không phải. Nó nhảy cũng nó hẹp quá. Cái lồng một mặt mình phải để thế chứ nó đâu như lồng hai mặt đâu mà để cao đấy. Đấy là nhảy được rồi nhưng mà nó đích nhảy cái con mồi rú cái nó sợ nó dãy lên đấy. Tụt cái lồng vào 10 phần rồi thì có khi này. Nó cũng không định nhảy. Như thế này cũng không định nhảy. Nhảy nó nhảy rồi. À cắm à. Cúi giáp người. Chết. Nó đéo muốn nhảy vào mặt lồng nữa, ta nhảy cái vành trên đấy chịu. Chết rồi. Chết. Cúi rồi. Cúi tiếp như là. Ô. Đấy, nhảy từ chỗ ấy nhảy lên, đậu luôn một lần. Ừ. Cúi thế kia mà đầu rúc thế kia mà không chết, vô lý nhỉ. Đấy. Lầy vãi ra. Đấy. Cúi thế kia rồi cơ mà. Ngã ngửa này. Cúi dạp người đầu hít chết luôn. Thôi ra đi. Ra đi em. Mày ra đi, tao cho mày lên tivi. Em ra đi. Thôi mày ra đi. Ra đi, cái thằng này ở chim của mày này không có anh không? Chú như vậy chứ. Cho thằng em đi giải ngố có quà luôn. Được rồi. Chạy mình trực tiếp. Cảnh như thế này không chết thì chỗ nào chết. Ok. Hãy đặt tài cười đấy.